Vào năm thánh năm 2000, Ngài thực hiện hai chuyến đi về vùng đất cội nguồn của Kitô giáo. Ngài đến núi Sinai, thăm viếng nơi Thiên Chúa truyền cho ông Môi-se 10 điều răn. Và tại Cairo, Ngài gặp gỡ giới chức cao cấp nhất của Hồi giáo và vị giáo hoàng Senuda của chính thống giáo Ai Cập. Một tháng sau đó, đôi chân lữ hành của Ngài bước đến một nơi tưởng như không thể thực hiện được vì đã có rất nhiều khó khăn về ngoại giao và chính trị. Đó là vùng đất Chúa Giê-xu đã sống và rao giảng tin mừng. Tại Jordan, Ngài lên núi Lebo, tận mắt nhìn thấy nơi Thiên Chúa hứa ban cho dòng dõi Abraham. Ngài cũng viếng thăm viện bảo tàng diệt chủng của người Do Thái, cầu nguyện nơi bức tường than khóc tại Jerusalem. Và theo truyền thống có từ thế kỷ 16, Ngài để lại lá thư cầu nguyện có nội dung như sau: Lạy Thiên Chúa của tổ phụ chúng con, Ngài đã chọn Abraham và miêu duệ người để đem danh Ngài đến mọi dân tộc. Chúng con đau buồn vì trong lịch sử có những người đã gây đớn đau cho con cái của Ngài. Chúng con khẩn xin lòng tha thứ của Ngài và chúng con xin cam kết gìn giữ tình huynh đệ chân thành với dân tộc của giao ước. Bức tường này là phế tích của đền thánh Jerusalem, được xây dựng lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 10 trước công nguyên dưới thời vua Solomon. Nơi đây còn được gọi là bức tường than khóc vì là nơi người Do Thái đến hành hương để khóc than tưởng nhớ lại thành thánh Jerusalem thời xa xưa. Một người Do Thái khi xem tường thuật cảnh tượng này đã thốt lên rằng: Ước gì tôi là người Công giáo để có một người cha như Ngài, thật trang trọng nhưng đơn sơ, thật uy quyền nhưng khiêm nhượng. Với một đức tin mạnh mẽ nhưng dịu dàng, Ngài có một sức mạnh đầy khôn ngoan để tranh đấu và thắng vượt được nội tâm để nói lên lời: Xin tha thứ cho chúng tôi. Những từ ngữ siêu phàm đầy sức mạnh và bác ái này được nói lên trước tiên là cho chính Ngài, tiếp đến là cho các tín hữu của Ngài, và sau cùng là cho toàn thế giới. Les chrétiens ont accompli des actes que l'Évangile éprouve. Si j'évoque le passé, c'est parce que reconnaître le fléchissement d'hier est un acte de loyauté et de courage qui nous aide à renforcer notre foi, qui nous fait percevoir les tentations et les difficultés d'aujourd'hui et nous prépare à les affronter. Je suis convaincu que seul le pardon offert et reçu conduit progressivement un dialogue fécond qui scelle alors une réconciliation pleinement chrétienne. L'appartenance à différentes traditions religieuses ne doit pas constituer aujourd'hui une source d'opposition ou de tension. Bien au contraire, l'amour pour le Christ qui nous est commun nous pousse à chercher sans relâche le chemin
de la plénitude.